Chào mọi người, con tên là Vũ Ngọc Bảo Anh, con 14 tuổi. Con học ở Thu Nhạc Quỳnh Phú quận 6 được khoảng 6 tháng. Khi học, con cảm thấy rất vui. Hôm nay con để biểu diễn tác phẩm Sonatina Op 36, bài số 2, chương số 3. Mọi người hãy được chọn cho có danh của con như